luôn em ạ. Hai team trái, hai team trái. Một team mình, một hai, hai, hai team đầu. Mình nhảy ba kho đẹp luôn này, nó sẽ tranh với mình này. Anh Lít ơi. Em kèm nó. Đó một súng anh Lít đây. Lên 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 tầm này, lên tầm này. Hai hai để em cứu cho. Phải cứu rồi. Cầm cái chảo chạy lon ton. Ok đấy, thấy ok đấy, có đã bắn ok đấy. Vào guồng em ơi. Vào luôn đấy. Cái này là phải kiếm đúng ai mà kiểu như cũng la. Mà người ta em hiểu chỉ chứ cái này hỏi nhiều khi hỏi kỹ thuật người ta không biết luôn á, người ta chỉ rành máy tính thôi chứ mình like nhiều khi người ta rành máy tính hơn. Hai tem công đầu ở ngoài này. Ok ok em ơi. Mình chạy thẳng đến cái kho này luôn này, gần này cái kho trước mặt này, mình thủ trong đấy để cho một mình đông đi đi mở góc thôi. Anh em cứ đông đông hắn chạy đến đâu là mình cover hắn đến đấy là đẹp. Dạ. Anh đang đi rồi em rút đồ đi. Nguy mà anh em bọn này chơi tuyển thủ nguy rồi. Ủa, đây còn một team hả? Hai team. Ở đây này. Trên giàn giáo có người em ơi, cẩn thận đông nhá. Giàn giáo anh có người. Đây nghe. Giàn giáo này. Để... Ủa đâu bắn vậy? Giàn giáo anh vừa binh xong. Hai giàn giáo đều có. Mấy này chơi game nút không? Rồi, anh gạt cho ai này? À anh gạt cho anh. Anh gạt cho anh. Em lấy súng đó nha. Ờ em lấy đi, nó chết rồi đó. Nhưng lấy cẩn thận nhá. Hai giàn giáo đều có luôn. Giàn giáo này cũng có đúng không? Watch out. Dạ đúng rồi. Vâng, đang xuống anh, nó xuống rồi. À rồi rồi anh thấy. Nó nhảy không? Nhảy ra công đầu rồi nha. Đâu anh? Em ok nghe. Ở trên đấy. Ngay giữa. Có khi sát của nó lọt xuống dưới rồi cũng lên em. Công này đông ơi. Watch out. Xe cho nó không lút được chị ơi. À kho chứ quên. Em kiếm cái mão ơi. 3 viên yếu. Không lút được đâu. Ở đây không có bung dù nữa chị. Ủa? Chắc anh bắn xong nó lọt xuống ấy. Lọt xuống rồi nó lọt ngay cái chỗ. Ok công. Ok chờ anh đi. Cái bọn đầu nó đang chuẩn bị đẩy. Đây rồi anh nhìn thấy nó rồi. Nó ở công vàng. Đầu công. Đây. Watch out. Góc đấy hình như chừng. À rồi nó ra mặt bên em rồi nhá Đông ơi. Đây. Vâng. Watch out. Đây anh. Anh nghĩ là anh sắp nốc này em ấy. Không, nó ở đây. Watch out. Đúng rồi. Hai thằng em nhá. Vâng. Nốc em. Hai nha. Ba thằng em ơi. Anh Tuấn ơi, chuẩn thận đằng sau có cái thằng ở đây nè, chuẩn bị nó đẩy lên nhá. Ok. Em nghe tiếng bắn á. Nó chạy đâu anh Tuấn? Nó mới qua mấy thằng, một thằng có đúng không? Đây, một thằng ở đây, xong một thằng ở đây nữa. Watch out. Đó. Okay. Team này đủ hai thằng hả? Nó đang cứu lại cái thằng anh Nốc ấy. Là team này có tổng cộng là ba thằng nhá. Nó sớm mốc để cứu bạn nữa kìa. Em chưa có mũ. Ai.
Nào bắn vậy ta? Cũng to quá. Em vẫn chưa lộ đâu nhá. Ok. Anh đang bắn dồn nó. À đây mũ này. À em thấy thằng này rồi, em thấy này, em bắt được này, em bắt được. Chốt một. Rồi hai con. Nóc này. Một thằng này luôn nè. Watch out. Còn hay sao á, em vừa thấy em mà được đi mình chết em ơi. Đến qua đến. No, em đẩy lên đây mà em còn xa lắm. Ôi nó ở gần em rồi ấy, nó ở gần em quá, chứ không phải xa đâu, ở ngay đấy đó. Ok. Ok anh ơi. Trong cái cong này nè. Để lấy cái mũ đâu mà lại lấy cái mũ nha. Nó cứu lại xong rồi nha. Ngân lại bật mic in game à? Ủa? Đi lập. Em mới tắt xong. Nó bị dồn đấy nó chết rồi anh. Ok em ơi. Xong em ơi. Vẫn nó. Còn đang nó. Nó cứu. Thằng ấy nó cứu rồi. Ui hai. Này. Còn ba tay bên kia bắn nhau chặt không bớt 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 rồi. Mình chỉ xuất hiện những lúc mà tim cần thôi. Thấy khẩu mini ở đâu? Bảo anh câu nhá, anh đi kiếm xe nhá. Đầu game thì giờ tay nó lút đồ. Nó qua tới luôn rồi. Kho, ba kho. Mọi người có muốn lùi về đây bắn cho thấy không? Nóc một. Đầu kho cháy ngoài đường có luôn em ơi. Có một đẩy gần. Anh ơi, tìm tới. Thằng ngay đây này. Ngay đấy hả? Vậy đợi anh vòng làm vào vòng sao được nhỉ? Trên đồi nó có anh Tuấn ạ. Trên đồi có hả? Ừ, dạ đúng rồi. Coi chừng trên đồi có đó. Em không biết sai. Em chỉ biết có thôi. Trong kho có kho thứ ba em thấy con sừng mất. Nó có cô vợ nha em. Ui em ơi. Đỏ thua anh ạ, đỏ thua anh. Gần thì cũng chết. Ra giả thù cho anh em. Ở chỗ này em mà chưa bô cũng chết. Em nhảy vào trong thằng kho bắn em. Nó đứng kìa. Đây em đang con. Mất hai người rồi thì solo thôi. Mất một người thì còn bắn tiếp đi thôi. Mất hai người thì solo. Còn một thằng hả Tuấn? Anh không biết là còn mấy thằng. Hai. Thằng kia vẫn cứu được á. Chỗ kho đó em chưa có thông tin nha, nhưng mà chưa thấy cái lỗ. Anh thấy rồi, anh thấy nó rồi. Không phải cùng có anh Tuấn. Không phải cùng một thằng mà đồ màu vàng. Nên chạy chóng mọi người thấy chưa có lòng luôn. Mà nay bắt người cứ chùi xuống nha hai rồi. Anh em chưa mới bắt. Ôi cái này. Ôi. Bắt nhầm. Nét, nó nét luôn em. Ui dồi ôi. Trời ơi. Sao vậy? Sốc dữ rồi trời. Ủa là phải biết uống bia nữa hả? Trời ơi, mang uống ghê lắm anh à. Quang gờ uống kinh lắm. Nó bọn nó sợ anh Tuấn sao nó quay đầu hết qua đường rồi kìa. Chắc vậy á. Tí nó cạo đầu anh rồi. Bắn nhau ngoài kia vậy. Mọi người ơi. Đấy nó két của anh kìa. Bắn tôi E đờ kìa, đừng có hai quá là phía chết nè. Mọi người game này anh thấy có mùi tóc. Có thằng gói nha. Nhà này có ạ. Thôi đi chung lưới rồi. Ba tầng này có nhá, bên ba tầng cô đơn cũng đều có hết á. Nghèo lưới trời. Nghèo. Anh cần gì em cho nè. Chứ mà lưới có 2 nha lưới. Anh có thiếu gì đâu em. Okay. Em cũng có rồi mà anh có thiếu gì đâu à. Chưa nghe phốt chưa anh ngồi yên gì. Nhà có nha. Đổ đốt quá này.
Trời ơi. Con group là máy là bắn chính nhất luôn. Chuyện này phải chấp một thôi. Người ta mới vừa nói gì mà chị sĩ gì vậy? Bên đường có không em à? Anh lên nóc nhà được không ta? Chỗ này hai thằng á, nhân lưới gì vậy? Ba tầng hai thằng. Yếu một. Đúng rồi, bên chỗ này. Nóc Levi. Đúng rồi. Nóc Levi. Vậy bên đó Lê rồi đúng không? Thì tụi em qua bên đây nhá. Đây. Mọi người cứ ở bên này đi, để em một mình anh đi bên đây thôi. Đúng rồi, anh thấy hợp lý. Trên đây có người ở nhà đông nha. Ủa? Sao Luis tới đó rồi? Bên đây Luis đâu? Đâu, em nãy giờ bên này mà. Ủa? Chị tưởng em nói bên này, bên đây nè Luis, bên đây nè. Nè em giữ cánh này. Trên chỗ này nè, khu này có một nha. Có, nhưng mà ít nhất một. Ok em ơi. Còn trước mặt mình hai thằng nữa nè. Cái nhà này một nè. Nhà này một. Chưa. Đẩy sang luôn không? Đẩy sang được thì đẩy luôn. Đi. Ok. Ba ôm. Ủa. Luis đâu? Em đây. Đây, Luis đây. Đây để em chứ giờ em chết. Từ từ anh lên lấy cho. Từ à. Từ. Lên mấy nhà không được. Lên mấy nhà đó, anh lấy mấy nhà đó. Không, lên mấy nhà em sợ chết đó nha. Tại thằng bên trái em chưa có sai á. Ok em ơi. Em nghe tiếng chân trước mặt mình nè, nó cái nhà bên đường. Ngay đây nè. Đây rồi, bên đường có nha. Có quăng gì mà sẽ móc đầy vậy trời. Ở đây có một thằng mà nó trốn đó rồi. Hả? Anh nó thằng bắt em đúng không? Đúng. Ăn lên nhà tổ chim rồi. Nhà này hai thằng nè. Nét nóc nè. Nhà này một là Luis. Lê luôn. Còn đằng sau. Nhà bên này có nha em. Có băng lửa rồi. Dính lửa luôn rồi. Hai viên rồi đó. Yếu rồi đó Luis rồi. Bình tĩnh rồi. Về hàng bên trái rồi. Ê. Cũng. Chạy tê. Nó bị bắn đằng kia giật mình ấy. Cờ liên một team nữa này. Còn thằng ở trên nữa. Cây vải đang hiêu máu em rồi. Ui trời ơi. Rồi mất 2 tiếng thủ rồi. Trời ơi không nghe thằng đấy chứ. Bị thằng ngoài cổng bắn giật mình quá. Còn thằng nữa. Tầng 2. Trời ơi sao căn nét đi em. Nhảy luôn á. Ui. Rồi nó nóc trong nhà mình đi kiếm nó gạt chứ. Trời ơi thầy ơi gà đó. Đang cứu anh Túng rồi. Ok em ơi. Trời không có nét chết rồi chị. Bye. Hai thằng nha, Túng còn hai. Ok. Em bắt một, em bắt bốn thằng. Đâu. Này. Con. Đúng vậy. Đông quá. Bắn chân bên đường này em kìa. Ở chân kìa. Đau. Nhẹ dài có chị ơi. Nhức hết cả người. Lâu 4 nha anh em. Em cần bình tĩnh. Chị này nháp rồi. Thank you.
Bọn này có 2-3 thằng em ạ. 3 thằng hay sao á nè. Team khác nữa, đâu ra á trời. Bọn này vừa tới. Không có đến đâu mà, vừa tới chứ mà. Đâu. Bay này bọn mà bọn phê bia lên. Bắn ghê vậy? Em bận vết bắn cho đặc cấp em. Mình bắn ghê mà. Trời đã không lộ còn đứng nhảy nữa. Đứng nhảy nữa. Chơi luôn anh Tuấn. Chơi luôn. Chơi thằng phải anh Tuấn nè. Phải anh Tuấn có thằng thôi. Em thấy trái em có 1 nè. Trái em 2. Ui thằng em 2k. Tuấn ơi. Thang rồi. Cầu thang em ơi. Cầu thang nào? Cầu thang này. Nhà cứ một cầu thang mà. À trên đây trên đầu em. Nhảy rồi. Bộ này bắn không hay đâu. Nó trông cũng bình thường lắm, đông nó chỉ đông thôi. Em gắn máu cái nhân cũng. Em cứ lại. Trời ơi, team khác nữa em ơi. Em bảo vét cho anh tới này. Chạy. Team khác đến đấy nha em ơi. Tuấn nhá. Trời ơi, bùi tình kỳ 6 tìm. Bắn đi, anh em solo mà. Ra có thang ngồi đi em. Em có thang ngồi mà kê. Đấy, ngồi đây. Cầm súng ấy, cầm súng ấy. Em có cục máu trên xin cục máu. Em có. Ôi mơ. Lửa nha em ơi, đừng chạy xuống nhá, có lửa rồi ấy. Đúng nhỉ? Đúng thật. Chắc là 6 tìm. Bên đường chạy xuống. Ôi lên nhà em ơi, nó thua rồi. Ghê đẳng cấp vậy. Đẳng cấp vậy trời. Còn thằng nhà sao nữa. Anh em mình không mấy, anh em mình phải xóa game anh Louis ạ. Đúng rồi. Anh em này bắn ghê ta. Thật chứ. Trời ơi, hôm bữa tôi tóc máy đồ của chủ giải trung quốc á. Chị nhẹ cho cái đồ này biết nha. Bắn biết không? Hay ao đi em. Thôi ao đi anh ơi. Chơi game mà mất cái đồng đội buồn quá. Đủ anh ạ. Đẹp rồi. Trời ơi, mình bú được 2 điểm. Ôi, sao ấy. Đánh nhầm đúng rồi đó, bây giờ ông tạm đi cho. Ủa anh ơi, giữa. Đông anh ơi. Tam giác. Đông dữ trời. Mấy này không biên cơ mà ta. Chơi dữ rồi chừng nào xong. Nó cái 3.000 điểm đấy em. Mà mới đang giận nữa khi mà không giữ ô, Ủa em ơi. Là chủ ô khi không có quyền. Đây là chủ ô. Đúng không? Trời ơi, bị ghét rồi. Chủ ô có nhiều quyền là chủ gì? Con chỉ dùng con dán con nhìn con có gì lớn mà chồng nữa. Nữa hả? Đúng không?
gạt em một đấy. Thầy ơi, sao thầy bắn được qua đấy rồi thầy? Nó cầm thục chứ. Đúng thì đúng, không phải ô. Trên đầu chữ ô có cái gì? Chữ ô không nhìn ra. Hai thằng em. Lên đây. Ok. Mất một tiền thủ rồi. Mất chủ nhà mọi người. Chủ nhà kỳ quá. Mày mạnh thế, chứ... con chết. Em nói rồi, anh để em đi theo anh đi. Không, em sẽ không đánh đâu anh, nhưng mà... Nhưng mà em sẽ khi nào anh luyện được, anh còn sống thì thôi. Luyện được rồi còn sống. Đổi đun tay hay nữa. Còn thằng xì cao, Thằng sợ cao, thằng giờ đi sinh tồn luôn rồi, sợ cao nữa anh. Mà sợ cao, nó sợ cao kiểu gì mà đi qua đây mà hãng tụi mình ra. Xì cao giờ... Em ạ. Xì cao nhưng mà đi sau em. Phải ngắm bún. Chắc vậy rồi. Em rớt cái chóp rồi, anh đi dần rồi. Máy bay kìa, Máy bay kìa. Nhớ mềm mới đâu. Sẽ cao giống tuyển thủ bên PC đây em. Con nghe tiếng bước ghi. Chết rồi Lê. Để hai thằng nè. Ngồi nóc nha, mà dẫn nóc. Con đang bước ghi đi đường đường đồng đó. Lên đi anh em ơi. Cảm ơn em ạ. Không cứ nhúng nhúng ngoài bò hơi đau lắm. Ok. Cái hàng nó nhúng. Ăn hết chưa anh? Rồi, thấy xe rồi. Oh my god. Bảnh không ở lên như em. Kìa em. Ôi, không phải em. Phải có một thằng. Phải có một thằng. Đây, bắt nhau rồi. Quấn băng đít đi lui. Nó đạn lạc quát vào đầu. Không quay lại chơi được á, quay lại chơi. Có chứ, quay lại nhưng mà anh để cho Luis quấn một hai cái băng đít trên tầng 3 kìa. Đấy có thằng ngoài phải rồi. Hay quá anh ơi, đẳng cấp quá chứ. Ba khen anh bắn hay chưa hả anh Tuấn? Chơi đẹp khen. Người ta bảo anh già rồi bắn ngu. Hay đổi luôn. Ai bảo thế anh? Không có đấy, không chán đời. Chết. Em biết nó ở đâu. Trời ơi, Khánh Huyền nói gì vậy? Đây, đây ạ. Đây, chết rồi, chết. Không biết đấy. Dưới con đùi trên nào vét có đâu mà còn dài đàng hoàng đấy nhá. Không chết nè. Mày châu chết. Châu thì cứ. Ok. Ôi, nó chết rồi em ơi. Bỏ đi. Chết rồi. Chăm luôn. Đua à? Nó đứng ở góc nào á? Nó lùi xuống như này. À... Mình cứ tưởng nó ở cửa mình đáp rồi, không biết bao nhiêu quả nết vào đấy. Trời ơi, coi lại em cũng cho chị yên tâm mọi người.
có đồ ăn sẵn, thế là mẹ thì mất cơm sẵn, có đông quá, không ai nấu cho anh ơi, em giúp em một mì. Có rồi em ơi, hết rồi em ơi. Trời ơi, trời này tấp 1 rồi. Chưa gì ơi. Nó chưa bơm qua nha. Đúng rồi, đúng rồi. Hết xăng rồi, hết xăng rồi, hết xăng rồi. Ai tắm cái tấm đồ này? Tắm gì cho nhiệt các bạn. Vô số cái mát thì đi ra. Mẹ comment là hai chưa ăn hả? Anh. Mẹ comment là hai chưa ăn hả? Ôi giời, anh chị về chung á. Chưa biết em ơi, giờ đang đi làm mà. Ngày lai cái nào chán thôi anh em. Đâu có nhà đâu mà cần tắm gì. Anh nghĩ khu nhà trên này có lắm này. Nguyễn xíu. Sáng giờ ăn 3 củ. Được chứ. Hello mọi người vào nha, hello mọi người. Thì chú kia. Ui súng, súng nó màu vàng kìa. Thằng này giàu, thằng này giàu, thằng này giàu. Đây đây đây. Chuyện này là bú với nó rồi. Kìa. Tôi bốc quá trời kìa anh. Đợi đợi đợi, nó chạy chống. Bốn thằng ở đấy. Đi em ơi, đi em ơi, đi em ơi, cơ hội, mở góc rồi. Anh Tuấn nát đây là idol ngày xưa của em. Đúng rồi em ơi, cũng là idol của anh ấy. Anh cũng là fan của anh ấy. Ui em. Anh đừng có tạo, đúng rồi, anh đừng có tin. Em nói thiệt, anh đừng có tin. Tạo hết ra anh phải tin anh Tuấn. Câu câu đấy nghe nghe nó công nghiệp quá em ạ. Nhưng mà cái này là sự thật. Kiểu của em là idol ghê lắm. Không, không, anh đừng có tin. Tại vì hồi xưa anh phải nhìn. Bắn đi em. Ủa đâu anh. Ôi dồi. Sửa nón cho anh luôn đi chứ. Thôi xong rồi, dính biên. Ơ, nó không có đen kia. Ui trời ơi. Phải em. Rồi xong rồi. Rồi. Ngốc 15 luôn. Tôm 3. Biết ngay tôm 3 mà. Cái đầu. Một mì nhá. Có mì đâu mà chip vậy em ơi.